ở một ông này, ông Smith ấy, Joseph Smith ấy, ông mới được thiên sứ cho ông cuốn sách này. Rồi ông cầm cuốn sách này, rồi ông mới, mà mấy cuốn sách này mấy cái trang nó bằng vàng không ạ, và cho ông hai cái viên đá quý nữa. Ông mang hai cái viên đá quý đó đeo vô trong mắt thì mới thấy được cái chữ, dịch cái đó ra được tiếng Anh. À, nó giống như cái hòn đá quý đó, à, hai quyền thoại đó. Mà nói cho bà con nghe vui cho biết, một trong hai hòn đá quý đó là tên của tôi, Quang Minh. Yeah. Dịch ra tiếng Việt là Quang Minh. Và tên của nó là tiếng cái xưa, cái chữ nó là Urim. Cái này là tôi tiết lộ tiết lộ đầy tư cho quý vị coi chứ em. À, à. Ở trên do người Do Thái á, họ có hai cái viên đá quý này của Thượng Đế cho hồi xưa đó. Khi nào hỏi ý trời mà trời mà đồng ý á, thì cái viên Urim này nó chốt. Còn khi nào mà trời không đồng ý thì cái viên Thummim này nó chốt. À, cho nên một cái gọi là Urim là, tiếng Việt Nam dịch là Quang Minh. Yeah. Cho nên hồi mà ông Diệm mà cấm không có cho đặt tên á, tên ngoại quốc á, hồi 18 tuổi tôi trở thành adult á, thì ông già tôi ông hỏi cho bây giờ nhà nước không có cho con xài tên, tên Tây, tên lạ nữa, bây giờ con muốn tên gì? Thì tôi nói vậy thôi, trong Thánh Kinh có dịch sẵn vậy thì ba cứ lấy cái tên trong Thánh Kinh đó mà xài. Thì trong Thánh Kinh có in cái tên tôi sẵn này rồi. Quý vị vừa lật và sách xuất Ai Cập tôi ký thì có, phải không chị Mai? Có thấy chưa? Sách xuất Ai Cập tôi ký ở cái hàng dưới cùng. Cho nên cái đó nó là cái định mệnh của tôi nhé. Thành ra cái hai cái viên này đó là theo cái truyền thuyết của Do Thái, đó là của Thượng Đế cho dân tộc Do Thái. Nha. Tôi nói ra lạc đề nhưng quý vị nghe cho nó biết, tại vì để hiểu hai cái viên này đó là cái đạo Mọt Mông đó. Họ nhờ cái này mà họ dịch ra được cái cuốn Kinh Mọt Mông. Cuốn Kinh Mọt Mông họ xài thêm với cuốn Thánh Kinh. Cũng giống như đạo Hòa, Phật giáo Hòa Hảo thì những cuốn sách mà của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ viết á, đâu có trong Kinh Phật. Nhưng mà Phật giáo Hòa Hảo có thêm những cái cuốn sách của Thầy Huỳnh Phú Sổ viết vô, cho nên nó mới thành Phật giáo Hòa Hảo. Còn cái này nó là đạo Chúa mà Mọt Mông. Thì cuốn Mọt Mông này có dịch ra tiếng Việt nữa. Nếu quý vị muốn cần tiếng Việt hỏi mấy cái nhà thờ này họ cho liền, hoặc hỏi mấy cái cậu mà mặc áo trắng quần đen mà chạy đó. Bây giờ có nhiều đứa nói tiếng Việt giỏi lắm. Nhà thờ Mọt Mông nó bên xa đó thầy. Yeah. Ở đúng rồi, chỗ trước kế bên ông Phạm Đặng Long Cơ đó. Mấy thầy học tiếng Việt thì giỏi tiếng. Đúng rồi, có mở lớp Anh Văn đó nữa mà. Kế bên cái văn phòng của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ đó, cái nhà thờ Mọt Mông đó. Cái nhà là lớn lắm. Nó trên đường bên xa. Đường First. Đường Sơn. Họ cũng mời tôi lắm, dữ lắm, tại họ thấy cái tên của tôi đã đặc biệt dính với họ mà. Từ Việt Nam qua mà dính với họ. Nó là một loại tin lành. Nhưng mà mấy cái đạo tin lành khác không công nhận, họ cho là tà giáo. À, vậy đó. Mục sư là đạo Chúa thôi. Tin lành tức là một cái sứ mạng, nhưng mà đạo là đạo Chúa. Ok, bây giờ chúng ta trở lại cái 10 điều răn này đặng cho mình biết ha. Thành ra là số 6 là nói giờ là chữ kêu ha, không có được giết người này. Ta sẽ nói kêu ha. Kêu. À, chở đi đâu cũng chở, tử tế lắm. Là hồi đó tôi mới qua thấy là tôi vô đạo mà mơ đó, gia đình vô đặng để mình học tiếng Anh rồi đó. Dạ. Rồi cái tới nhà mà tiên thệ để vô đạo á, cái bữa đó là họ lợi nhà ở đó, giờ phần lễ là ta ngưng 1 ngày, ăn tiền nó để đóng góp vô cho nhà đạo. Dạ. Còn là không là cái 10% tiền 10 gọi là phần 10 đó. À, tiếng cái chữ đó gọi là ra luôn, không nói cái chữ phần 10 đó thì mình cũng học cho biết, là bên Mỹ là mình phải biết cái chữ đó, nó gọi là tithe. Tithe đó, chữ nó như vậy đó, đọc là tithe, đọc là tithe, tithe,
Tay là một phần của 10 là ten đó. Đó có từ tay. Tức là 10 đồng mình đi làm 10 đồng mình đem một đồng vô mình cúng vô cho chùa hay cho nhà thờ. Thì đó gọi là tay. Thành ra người Mỹ á, có nhiều cái giáo hội bên Mỹ này mình đi làm cho họ, họ trừ một phần 10 trước, họ phát cho mình á, giống như trừ thuế liên bang. Cái tiền trừ thuế giống như trước khi mà trừ thuế là họ lấy một phần 10 trước rồi, mình có chịu thì mới làm với họ thôi. Thành ra có thể là đầu một môn là những người mà làm dính với các hãng của một môn đều phải trừ cái này hết á, trừ trước rồi. Trừ trước chứ không phải đưa ra mình đưa lại đâu. Dạ, yeah. Cho nên đầu một môn nó giàu lắm. Tại vì họ không có trả lương cho các cha và các linh mục, mục sư, họ không có trả lương cho mục sư. Toàn là đi làm tình nguyện không à. Cho nên tiền mà vô trả mục sư nó nhiều lắm. Tiền, thí dụ mà tiền mà một ngàn đồng á, nhà già thờ thâu vô ngàn đồng trả cho mục sư hết có khi là 800-900 rồi. Thành ra cái tiền đó nó còn ít lắm. Còn cái đạo một môn nó không có trừ đồng nào hết, không có trả lương cho mục sư nào hết á. Dạ, cho nên họ nhiều tiền lắm. Họ làm nhiều tiền, họ làm nhiều phước. Mấy cái trại chăn bò lớn ở bên Mỹ này, ở bên Florida là của họ hết. Mấy cái trại, mấy cái chợ Von, mấy chợ siêu thị lớn mình đi mua của họ hết trơn đó. Cho nên họ làm nhiều tiền lắm. Dạ. Hình như chợ Ralph, chợ Von, chợ gì ngày xưa đó. Nhiều lắm, tôi có đọc mấy cái tài liệu đó. Họ rất giàu, rất mạnh. Và mà cái đạo của họ mà vô đạo họ rồi ra khó lắm. Đối với họ với nhau đó thì họ kìm, họ giữ lắm. Nhưng mà đều giáo dục họ rất tốt, gia đình họ rất tốt. Tại vì nhiều khi tôi nói trên này là không, nó lên trên YouTube rồi tùm lum, tôi không muốn nói đó động chạm ai hết. Thành ra tôi nói động chạm họ đi thưa mình được phiền lắm. Nhưng mà thiệt sự tôi nói họ rất tốt chứ không phải không. Chúa dạy, Chúa nói sao các con muốn coi cái trái tốt hay không, coi cái cây, coi cái trái, cái cây nào mà xanh trái tốt là cây đó tốt. Trong kinh Chúa dạy, thành ra ba con muốn mà muốn đo lường cái đạo nào hay cái chuyện gì á, cứ coi cái kết quả của nó. Cái cây đó tốt, giống như mình cưới vợ, cưới chồng cho con, mình nói sao gì, mua heo gì, mua heo lựa nái, mua gái lựa dầu. Mà trong kinh thì Chúa nói cứ con coi cái trái thì con biết cây, trái nào tốt. Thành ra nếu mình thấy cái trái của đầu một môn nó tốt thì cây nó phải tốt thôi. Nghe không? Nghe không? Đạo nào cũng áp dụng được, chứ không phải chia riêng đạo một môn. Rồi để tôi đi qua chứ không sao, rồi mình hết giờ ha. Ít nhất là mình học được ít nhất là 5 cái điều răn này đi. 7 là tội ngoại tình, nói là lung tung nói đủ thứ. Rồi coi thấy ông thứ 8 này coi. Rồi điều thứ 8 là gì? Tội này coi có ở tù không? 888. Dạ, yeah. Sau cái này qua trộm cắp. Lớn à. Steal, thou shall not steal. Steal, ăn trộm. Steal, đọc với tôi, steal. 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 Cái này đọc là kill. Kill. Khác nhau á, cái này cũng cái vần y, cái này cũng vần y, thấy không? Nhưng mà cái này kill đó thì là y mà, y hai chấm. Chứ y dài, kill, thấy không? Chứ không phải đào sao nó kill. Nó không phải đào sao nó kill. Nó là kill. Đó. Cái này cũng vậy, steal, cũng y hai chấm. Y hai chấm, thấy không? Đọc là steal. Cái này là kill. À, khác nhau cái... bác mới nói, bác coi Mỹ 15 năm rồi bác chưa học tiếng Anh. À, thì bác thấy à, một bên là kill, một bên là steal, là không có được trộm cắp. Bên Mỹ trộm cắp là ở tù. Rồi, cái này ở tù này, cái này ở tù này. Cái thứ 7 này không có tù. Bác không có tù, phải không? Nhưng mà đối với Chúa tội đó là ném đá chết rồi. 9 nè. Những cái gì làm đau khổ người khác nữa. Mình làm cái gì trên đời này đau khổ người khác, hại người khác. Kể ngoài mấy cái này ai còn nhớ gì không? Nói chứng dối. Nói chứng dối đây không phải là nói láo, mà là làm chứng dối. Thou shall not bear false witness. False. False là sai. False.
Witness là làm chứng. À, làm chứng sai. Ví dụ người ta không có ăn cắp mà nó tôi thấy nó ăn cắp. Nó không có ngoại tình mà mình nói nó ngoại tình, nó bị ném đá chết. Chứ hồi xưa cái luật Do Thái nó nghiêm lắm. Họ đâu có dấu tay, đâu có máy chụp hình, đâu có camera, đâu có đủ thứ, là chỉ có đem người làm chứng thôi. Hai ba người làm chứng bao công, đưa ra bao công hai ba người làm chứng cũng sai. Ông bao công cũng ngày ngày làm chứng thôi. Mà nhiều người làm chứng thì cái người kia bị tội.